Và sau đây mời quý vị cùng Diễm Liên bước vào phần tin Việt Nam và cộng đồng chúng ta. Kính thưa quý vị, được biết rằng hiện nay thì Việt Nam tạm ngừng tiếp nhận du khách đến từ Nga. Công ty thương mại và du lịch Annex là đơn vị đón khách du lịch Nga nhiều nhất của Việt Nam hiện nay đã quyết định tạm ngừng đón khách Nga đến Nha Trang, Khánh Hòa. Ông Bùi Quốc Đại, là phó giám đốc của công ty cho biết, việc tạm ngừng đón khách là do chính phủ Nga khuyến cáo các hãng hàng không hạn chế các chuyến bay quốc tế sau khi nước này bị Hoa Kỳ cũng như các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt. Ông nói rằng công ty sẽ thực hiện theo khuyến cáo và theo đó tạm ngừng đón khách Nga ít nhất là đến ngày 28 tháng 3 để nhằm bảo đảm an toàn an ninh hàng không. Khi tình hình ổn định trở lại, thì công ty sẽ nối lại các chuyến bay như bình thường. Có hơn 300 du khách Nga rời khỏi Cam Ranh trên một chuyến bay thuê vào ngày 17 tháng 3 năm 2022. Họ là những khách hàng Nga cuối cùng mà Anex Việt Nam phục vụ trước khi công ty du lịch quyết định tạm ngừng tiếp nhận du khách Nga. Công ty đã thuê một chuyến bay rỗng, không có khách, từ Nga sang Việt Nam để đón số du khách này Kính thưa quý vị, từ cuối tháng 2 năm 2022, lượng khách du lịch Nga tới Việt Nam đã sụt giảm đáng kể do xung đột giữa Nga và Ukraine. Đồng rút đã mất giá và các lệnh trừng phạt đối với Nga của các nước phương Tây. Trước đó, thì Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã khuyến cáo các hãng hàng không Nga tạm dừng tất cả chuyến bay quốc tế kể từ ngày 6 tháng 3 vì đã xảy ra hàng loạt vụ tịch thu máy bay ở ngoại quốc có liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với nước Nga kể từ ngày 8 tháng 3 thì các hãng hàng không của Nga cũng đã tạm dừng các chuyến bay từ các nước khác đến Nga. Và kính thưa quý vị, cháy chợ lớn nhất Kharkiv, giấc mơ của nhiều người Việt tại Ukraine đã tan thành mây khói. Kính thưa quý vị, nhiều người Việt đã bày tỏ nỗi đau mất mát và sự căm phẫn trên trang mạng xã hội sau khi theo dõi cảnh cháy chợ Barabashova, nơi mà họ đã bỏ lại công việc kinh doanh và khối tài sản chắc chiêu nhiều năm để bảo toàn tính mạng, với hy vọng có thể sớm quay trở lại đây sau khi chiến tranh kết thúc. Theo các viên chức ở thành phố ở phía đông Ukraine, các cuộc pháo kích của Nga đánh trúng vào chợ Barabashova, khu chợ lớn nhất của Kharkiv, vốn được mệnh danh là trung tâm của cộng đồng người Việt, gây ra đám cháy dữ dội vào thứ Năm ngày 17 tháng 3. Giới chức Ukraine cho biết có 70 người tham gia vào nỗ lực dập lửa để ngăn chặn đám cháy lan sang những ngôi nhà gần đó. Theo thông báo của thị trưởng thành phố Kharkiv, một nhân viên trong đội cấp cứu đã bị thiệt mạng. Một người hoạt động tích cực trong cộng đồng tại Kharkiv cho biết, đa số người Việt tại đây vẫn chạy chợ bình thường vào ngày trước khi chiến sự bùng nổ vì không nghĩ rằng đạn bom đang cận kề, vì họ đã quen với tình trạng chiến tranh mà họ nói đã diễn ra trong suốt 8 năm qua kể từ khi Nga sát nhập vào Crimea. Trong khi đó, thì nhiều người Việt khác nói vụ cháy đã làm tăng tành hy vọng quay trở lại quê hương thứ hai để tiếp tục cuộc sống thanh bình trước đây sau khi chiến tranh kết thúc. Không ít người Việt cũng đã bày tỏ sự căm phẫn đối với Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, thậm chí gọi ông là trùm khủng bố số 1 của thế kỷ 21. Và kính thưa quý vị, khai thác dầu thô ở Việt Nam giảm mạnh, mỏ mới thì lại khó tìm. Tin Việt Nam Tờ báo Việt Nam Net ngày 21 tháng 3 năm 2022 loan tin, trữ lượng dầu thô ở các mỏ dầu của Việt Nam đã và đang cạn kiệt, trong khi việc thăm dò để kiếm các mỏ mới thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Nói về tình trạng khai thác dầu thô của Việt Nam hiện nay, thì ông Trần Sĩ Thanh là cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, nếu như trước đây tập đoàn hút một tấn dầu, thì số lượng dầu sẽ gia tăng 1.5 cho đến 2 lần. Còn bây giờ thì tập đoàn hút 1 tấn thì chỉ bù đắp được khoảng 0.3 cho đến 0.4 lần mà thôi. Và vì vậy, tình trạng hút dầu tại các mỏ ở Việt Nam hiện nay là đang ăn lạm vào công sức của trước đây. Theo dự kiện của Bộ Công Thương Cộng sản, trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, thì tổng sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam đạt được 121.14 triệu tấn quy đầu quy dầu. Trong đó thì khai thác dầu đạt được 71.27 triệu tấn. Trong số 71.27 triệu tấn này thì 61.45 triệu tấn là khai thác các mỏ dầu ở trong nước. Số còn lại 9.82 triệu tấn khai thác ở ngoại quốc. Và chỉ tính riêng trong năm 2020 thì sản lượng khai thác dầu thô của Việt Nam chỉ còn lại là 9.65 triệu tấn. Trong khi một năm nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã phải cần đến 10 triệu tấn dầu thô. Còn nhà máy lọc dầu Dung Quốc thì cần đến 6.5 triệu tấn dầu thô để hoạt động. Và vì vậy, từ năm 2018, nhà cầm quyền đã phải nhập dầu thô để cho nhà máy Nghi Sơn đi vào hoạt động một khó khăn rất lớn kháng của Việt Nam, đó chính là việc tìm kiếm các mỏ dầu mới đang trong tình trạng đáng báo động. Nếu như trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2015, nhà cầm quyền phát hiện ra 24 khu vực có dầu khí mới và ký được 21 hợp đồng, thì từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 chỉ có 7 phát hiện dầu khí mà thôi và chỉ ký được 3 hợp đồng mới, kính thưa quý vị và 21 thành viên của Ban Chỉ đạo Chống dịch Cộng sản ở Sài Gòn tự chi tiền đóng góp chống dịch. Đây là tin từ Sài Gòn. Tờ báo Việt Nam Net vào ngày 20 tháng 3 năm 2022 loan tin. Sau khi bị tố cáo, 21 thành viên của Ban Chỉ đạo Chống dịch Cộng sản tại Sài Gòn đã trả lại số tiền là 97.6 triệu đồng, được lấy từ tiền đóng góp của 30 đơn vị trong các cơ quan cấp sở ở thành phố với tổng số tiền là 461.2 triệu đồng nhằm hỗ trợ kinh phí để chống dịch. Số tiền đóng góp này được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cai quản và ra lệnh việc chi. Ông Lê Minh Tấn là Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và cũng là người có quyền ra lệnh cho nhân viên chi số tiền hỗ trợ trên. Số tiền này được chi cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch như một số y, bác sĩ, nhân viên y tế ở Sở Y tế. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố với tổng số tiền là 125 triệu đồng. Ông Tấn cũng đã đồng ý chi cho 21 thành viên của ban chỉ đạo phòng chống dịch của Sở Lao động Thương binh và Xã hội với số tiền là 97.6 triệu đồng. Trong đó có ông Tấn cũng được nhận. Ngoài ra còn chi cho 51 công chức viên chức sở đi các quận huyện kiểm tra việc thực hiện gói an sinh xã hội với số tiền là 25.5 triệu đồng và chi để hỗ trợ mua thiết bị khẩu trang cho các cơ quan cấp sở khác. Sau khi bị tố cáo, có nhiều viên chức nhận tiền từ quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trả lại số tiền, mỗi người đã nhận là 4.6 triệu đồng. Các viên chức này giải thích rằng do họ chỉ hiểu đơn giản đây là tiền chế độ chứ không biết là tiền quỹ ủng hộ, cho nên khi biết ra thì họ đã tự nguyện để trả lại. Và kính thưa quý vị, Emily Đặng đoạt được giải nhì cuộc thi thơ quốc gia Poetry Out Loud. Học khu Garden Row vào hôm thứ sáu ngày 18 tháng 3 thông báo em Emily Đặng là một học sinh trung học tại La Quinta High School Westminster đã vừa đoạt được giải nhì trong cuộc thi đọc thơ toàn quốc hay còn được gọi là National 2020 Poetry Out Loud, với hơn 500 học sinh từ khắp nơi tham gia. Tuần vừa rồi, thì ông Marcus O'Mari thuộc Tổ chức Nghệ thuật Poetic Reform Party và bà Elizabeth A.B. Miller thuộc Hội đồng Nghệ thuật Bất Phụ Lợi Arts Orange County đã cùng đến trường trung học là Quinta High School trao giải thưởng cho em Emily nhờ phần thể hiện xuất sắc ở các cuộc thi như Poetry Out Loud, OC Poetry Out Loud Showcase và Open Mic, thì em Emily đã vinh dự trở thành học sinh duy nhất được chọn để đọc bài thơ của mình ở lễ trao giải âm nhạc và nghệ thuật Orange County Music and Art Administrator Awards Ceremony. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại trung tâm Segerstrom Center for the Art, Costa Mesa, vào ngày 17 tháng 5. Kính thưa quý vị, Poetry Out Loud là chương trình giáo dục nghệ thuật quốc gia, khuyến khích nghiên cứu thơ bằng việc cung cấp các khóa học miễn phí và tổ chức các cuộc thi đọc thơ cho học sinh trung học khắp Hoa Kỳ. Chương trình giúp cho học sinh hiểu thêm về lịch sử thơ văn và nâng cao kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Học sinh có vài tuần để học thuộc hai bài thơ trong tuyển tập National Poetry Out Loud và phải thu hình phần trình diễn cho ban giám khảo ở quận hạt. Các phần trình diễn được đánh giá dựa trên kỹ năng biểu đạt, giọng đọc, cách phát âm, diễn tả nội tâm, khả năng cảm thụ, độ chính xác cũng như trình bày tổng thể. Và sau đây một lần nữa là những thông tin thương mại của đài truyền hình SET. Diễm Linh sẽ trở lại ngay với tin văn nghệ và đời sống.